Hơn 40 triệu đồng là số tiền mà anh Quân đã tự bỏ ra để thuê máy xúc về san gạt, hạ thấp ta luy phía sau nhà sau khi nhận thấy tình trạng sạt lở đất đang diễn biến vô cùng nguy hiểm. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nên tôi tự thuê máy về để múc bớt đi để cho tạm thời để gia đình ở cho nó an toàn. Bên cạnh những giải pháp chủ động phòng chống sạt lở của người dân, tỉnh Lâm Đồng cũng đang gấp rút rà soát các vị trí trọng điểm, xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản, phương tiện, bố trí lực lượng, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm trên để tiến hành việc phân luồng giao thông, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Thực hiện cái tuần tra kiểm soát 24/24 và khi trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi phát hiện hoặc là khi có cái dấu hiệu nguy cơ của các cái điểm thì chúng tôi đều phải có cái thông tin báo cáo về cho các cấp lãnh đạo cũng như là chính quyền địa phương để chúng ta có cái công tác phòng ngừa ngay tại chỗ. Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 400 vị trí có nguy cơ sạt trượt với gần 1.200 hộ dân chịu ảnh hưởng. Chúng tôi chia trường hợp là cảnh báo, chỗ nào là cảnh báo số 1, cái nào cảnh báo số 2 và lấy lại tất cả số điện thoại của các gia chủ để đến lúc mưa to, một là điện thoại nhắc nhở, kể cả buổi tối cũng phải cắn để nhắc nhở, hai là tới tận nhà người ta để xem thử cái chỗ đó có nguy cơ không thì bắt người ta phải di chuyển nhà. Công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được triển khai quyết liệt theo phương châm 4 tại chỗ và tuyệt đối không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu đói, không để xảy ra dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau mưa lũ.